Mỗi năm có hơn 4 tỷ lượt khách di chuyển bằng máy bay, và mỗi lần lên máy bay, mạng sống của họ lại được định đoạt bởi một người, đó chính là phi công. Khác với việc di chuyển trên mặt đất, các phi công trèo lái hàng trăm sinh mạng giữa bầu trời. Một sai lầm sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp. Từ đó mà nó đòi hỏi họ phải được đào tạo chuyên sâu, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc một cách nghiêm ngặt, đảm bảo sự an toàn một cách tuyệt đối. Thế nhưng trong hàng triệu chuyến bay ấy, có không ít những ngoại lệ. Chúng ta đã nghe qua những vụ tai nạn hàng không khi phi công say rượu, phi công ngủ quên, hay thậm chí là phi công bị tâm thần. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn tái hiện cho các bạn cũng đến từ những sai phạm của các phi công. Đó là một hành trình xuyên Thái Bình Dương. Mọi thứ đã diễn ra vô cùng hoàn hảo cho đến khi nó bắt đầu hạ cánh. Phi công đã có một hành động được cho là sai lầm chết người. Máy bay đã đi lệch khỏi đường trượt quy định. Nó đang đi xuống quá thấp. 500 feet. 300 feet. Rồi 100 feet. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ngày 6 tháng 7 năm 2013, sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. 214 Asiana là chuyến bay xuyên Thái Bình Dương qua đêm, thường xuyên từ Seoul đến sân bay quốc tế San Francisco, California. Máy bay được khai thác là một chiếc Boeing 777, thành viên nổi bật của đội tàu bay Asiana Airlines, hãng hàng không độc lập đầu tiên ở Hàn Quốc và cũng là đối thủ cạnh tranh của Korean Air. Không chỉ gây ấn tượng với sức chứa khổng lồ, chiếc Boeing 777 còn nắm giữ kỷ lục an toàn tốt nhất trong các dòng máy bay thương mại, suốt 18 năm không có một trường hợp tử vong. Điều khiển máy bay là 16 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 12 tiếp viên và 4 phi công. Cơ trưởng thứ nhất là Lee Kang-kuk, 45 tuổi. Ông đã có 9.793 giờ bay, thế nhưng trong đó chỉ có 43 giờ là trên những chiếc 777. Sở dĩ như vậy là bởi ông ấy vừa được nâng cấp lên dòng máy bay này cách đây không lâu. Sau 8 năm lái Airbus A320, cơ trưởng vẫn đang trong quá trình tích lũy và đào tạo nâng cao. Cơ trưởng thứ hai là Lee Jong-min, người ngồi ở vị trí cơ phó, đảm nhận vai trò hướng dẫn bay cho cơ trưởng. Lee Jong-min đã có 12.387 giờ bay, trong đó có 3.220 giờ là trên những chiếc 777. Do là một hành trình dài gần 11 giờ đồng hồ, nên trong buồng lái còn có sự xuất hiện của cơ phó Bong Dong-won, ngồi ở ghế nhảy và có vai trò quan sát. Còn cơ phó thứ ba là Lee Jong-ju, hai phi công này sẽ tham gia vai trò bổ trợ và thay phiên điều khiển máy bay. Trên máy bay có tất cả 291 hành khách, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và đặc biệt có một hành khách mang quốc tịch Việt Nam. 5 giờ 4 phút theo giờ Hàn Quốc, máy bay nhận được lệnh cất cánh trên đường băng. Máy bay dự kiến sẽ đáp xuống vào lúc 11 giờ 30 phút theo giờ Thái Bình Dương, tức là khoảng 3 giờ sáng ở Seoul. Sau khi đã ổn định ở độ cao hành trình, cơ trưởng Lee Kang-kuk đã lưu ý đến việc hạ cánh bằng thiết bị tự động ILS ở đường băng 28L và 28R. Tuy nhiên thì sân bay San Francisco đã ngừng hoạt động do bảo trì. Các phi công buộc phải hạ cánh bằng phương pháp tiếp cận trực quan với yêu cầu phải nhìn rõ đường băng và dựa vào vector của radar. Phương pháp này sẽ tiết kiệm thời gian và nhiên liệu, nhưng ngược lại thì nó thường xuất hiện khá nhiều lỗi. Các phi công khác đã cùng hướng dẫn cơ trưởng về chế độ tự động hạ cánh của Boeing 777. Từ lâu, Asiana vốn là hãng hàng không luôn khuyến khích các phi công sử dụng tối đa hệ thống tự động trên các chuyến bay, kể cả là trong trường hợp hạ cánh. Mặc dù phương pháp này không hề hiếm gặp và thậm chí còn khá phổ biến, nhưng cơ trưởng Lee Kang-kuk vẫn vô cùng lo lắng. Thứ nhất vì đây là lần đầu tiên ông ấy đến với San Francisco, và thứ hai là ông ấy mới làm quen với 777. Việc hạ cánh mà không có đường trượt lại chỉ xuất hiện trong các bài kiểm tra mô phỏng. Sau tất cả, cơ trưởng cũng không hề nói ra điều này với các đồng nghiệp. Ông ấy không thích để lộ ra những điểm yếu của mình, và thêm vào đó thì vẫn đang có người hướng dẫn bên cạnh. Nếu thực sự có sai sót, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.
Sau hơn 10 giờ bay, vào khoảng 11 giờ Thái Bình Dương, máy bay đã tiếp cận vùng không phận San Francisco. Thời tiết rất đẹp, chỉ có vài đám mây và tầm nhìn quang đãng. Mọi thứ đều hoàn hảo cho phương pháp tiếp cận bằng trực quan. Quá trình hạ cánh này sẽ do cơ trưởng thứ nhất Lee Kang-kuk đảm nhận. Danh sách kiểm tra được hoàn thành, cơ trưởng thông báo rằng ông ấy sẽ sử dụng hệ thống hạ cánh tự động, mặc dù chưa hiểu rõ về nó. Đồng thời, ông cũng báo cáo với cơ trưởng giám sát về việc sử dụng bộ định vị để xác định vị trí, sử dụng tốc độ thẳng đứng để quan sát đường đi xuống và ga tự động để duy trì tốc độ. Cơ trưởng giám sát bắt đầu liên hệ với đài không lưu ở North Khan để xin phép được hạ cánh. ATC, đây là 214, đã tiếp cận hạ cánh. Xác nhận, tầm nhìn xa hơn 10 dặm, sức gió 62 lý trên giờ, không ghi nhận gió đất, đường băng số 28L. Máy bay vẫn đang tiếp tục đi về phía sân bay. Các phi công cũng bắt đầu cho nó hạ độ cao để bắt lấy vector radar. 11 giờ 22 phút, nhân viên không lưu đã liên hệ lại với phi hành đoàn. 214, cho tôi biết vị trí hiện tại của bạn. ATC, 214, chúng tôi đã nhìn thấy đường băng rồi. Thời điểm này, máy bay đã hạ xuống độ cao 6.300 feet với tốc độ 212 hải lý trên giờ. Khi máy bay đang cách đường băng 15,4 hải lý, nó tiếp tục hạ xuống độ cao 5.300 feet. ATC, chúng tôi đang vào đường tiếp cận đường băng. 214, 28L đã sẵn sàng. Giờ phút căng thẳng nhất của cơ trưởng đã tới. Không có đường trượt tiêu chuẩn, đồng thời là sự biến thiên liên tục của độ cao và tốc độ máy bay. Ông ấy buộc phải có những tính toán chính xác, đưa ra các thông số giúp cho máy bay đi đúng đường bay an toàn. Có thể nói, đây là khâu khó nhất trong bất kỳ phương pháp bay thủ công nào. Đúng lúc này, phi hành đoàn đã nhận được cuộc gọi của đài không lưu. Họ yêu cầu máy bay giảm xuống tốc độ 180 hải lý trên giờ và duy trì nó cho đến khi chỉ còn cách đường băng 5 dặm. Đây cũng là điểm tiếp cận cuối cùng trước khi đến đường băng. Cơ trưởng đã xác nhận, bây giờ máy bay vẫn đang hạ độ cao, autopilot vẫn đang được kết nối. Hệ thống lái tự động bao gồm nhiều tùy chọn khác nhau, trong đó có một chế độ gọi là thay đổi cấp độ bay, Flight Level Change. Chế độ mà hệ thống lái tự động sẽ điều khiển máy bay lên hoặc xuống để đạt được vận tốc mà phi công đã lựa chọn trong bảng điều khiển. Theo logic làm việc của Flight Level Change, khi cơ trưởng thiết lập tốc độ mục tiêu 180 hải lý trên giờ, lái tự động sẽ có xu hướng nâng mũi máy bay lên để giảm tốc độ. Từ đó tốc độ hạ độ cao của máy bay sẽ chậm hơn rất nhiều. Thay vì 900 feet trên phút, nó chỉ giảm 300 feet trên phút. Điều này đã vô tình khiến cho máy bay đi quá xa so với đường băng mong muốn của phi hành đoàn. Ở trường hợp thông thường khi có đường trượt nhờ vào ILS, độ cao 1.800 feet tại DUS, điểm tiếp cận cuối cùng của máy bay với đường băng, cách đường băng 5 dặm được coi là một chuẩn mực hữu ích đảm bảo rằng máy bay sẽ đi đúng hướng. Cho nên các phi công đều thống nhất thiết lập độ cao mục tiêu 1.800 feet trên bảng điều khiển. Máy bay vẫn đang đi xuống quá chậm. Các phi công đã tính toán rằng với tốc độ hạ cánh như hiện tại thì máy bay không thể hạ xuống 1.800 feet. Cách sân bay chừng 11,5 dặm, tổ bay đã thay hệ thống lái tự động từ chế độ thay đổi cấp độ sang tốc độ thẳng đứng. Chế độ này sẽ hoạt động đơn giản hơn rất nhiều và các phi công chỉ cần lập trình tốc độ hạ độ cao mong muốn vào lái tự động. Cơ trưởng đã nhập vào 1.000 feet. Tốc độ hiện tại vẫn không đủ nhanh để máy bay có thể lấy lại đường trượt. Điều này khiến cho cơ trưởng trở nên căng thẳng hơn. Khi chỉ còn cách đường băng chừng 8,5 dặm, 214 vẫn đang ở độ cao 3.400 feet với tốc độ 188 hải lý trên giờ. Bộ phận và thiết bị hạ cánh sau đó đã được triển khai để giúp máy bay giảm tốc độ. Điều này ngay lập tức tạo ra hiệu quả. Có thời điểm máy bay đã có thể bắt kịp đường hạ cánh, tuy nhiên nó đã không diễn ra một cách ổn định. Tốc độ hạ độ cao máy bay tiếp tục được điều chỉnh thành 1.500 feet trên phút. Điều này đã cho thấy những bất thường trong quy trình vận hành của tổ bay. Cuối cùng máy bay đã đi qua điểm DUS ở độ cao 2.200 feet, lớn hơn 400 feet so với mức quy định. Theo sổ tay vận hành của Asiana, thời điểm này phi hành đoàn cần phải từ bỏ hạ cánh và đi vòng quanh trước khi lấy lại độ cao hợp lý. Nhưng máy bay vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Sau khi đi qua điểm tham chiếu DUS, độ cao mục tiêu trên bảng điều khiển lái tự động được đặt thành 3.000 feet. Trong trường hợp tiếp cận hụt và máy bay sẽ đi vòng quanh. Tốc độ lúc này là 153 hải lý trên giờ và cánh tạ 30 cùng lúc được thiết lập. Một lần nữa lại có sự thay đổi trong hệ thống lái tự động. Vì tốc độ mục tiêu là 153, nhưng tốc độ hiện tại của máy bay lên tới 173 hải lý trên giờ, cho nên chế độ lái tự động đã tự phản ứng bằng cách tăng độ cao để làm chậm máy bay. Ga tự động cũng bắt đầu áp dụng lực đẩy
để đạt được độ cao mới đã chọn là 3.000 feet. Máy bay đang bắt đầu hành trình leo lên, cơ trưởng đã phản ứng với việc này bằng cách ngắt chế độ lái tự động và đưa van tiết lưu về vị trí không tải. Thế nhưng ông cũng không thông báo việc này với bất kỳ ai. Khi máy bay gần như đã đạt được điều khiển hoàn toàn bằng tay, cơ trưởng sau đó đã đẩy cần điều khiển về phía trước để đưa mũi máy bay hạ xuống. Do hành động của cơ trưởng, van tiết lưu giờ đây đã không còn kiểm soát được lực đẩy. Các thành viên phi hành đoàn còn lại đều không nhận ra sự thay đổi này. Có lẽ họ đang bị sao nhãng. Đây là lần đầu tiên cơ trưởng thứ hai thực hiện vai trò hướng dẫn và giám sát trên một chuyến bay. Cơ trưởng tiếp tục điều khiển máy bay tiến về phía đường băng 28L. Mặc dù đã nhận thấy máy bay đang ở độ cao hơn thường lệ, ông ấy vẫn tin rằng van tiết lưu sẽ giúp cho họ có một đường bay ổn định. Máy bay hiện đã bay qua 500 feet, tốc độ của nó bắt đầu giảm mạnh. Đã có lúc phi hành đoàn tiếp cận đường hạ cánh chuẩn, nhưng độ cao máy bay đang giảm xuống một cách báo động. Nó tiếp tục đi xuống 300 feet, chỉ báo đường tiếp cận chính xác của đường băng, hiển thị máy bay đang đi quá thấp. Tốc độ của máy bay vẫn cứ liên tục giảm xuống. Nếu không có tốc độ đủ lớn, chiếc máy bay sẽ không thể duy trì độ cao thích hợp. Chúng ta có thể hình dung tình huống này một cách dễ hiểu như sau. Hệ thống ga tự động trên 777 giống như hệ thống điều khiển tốc độ hành trình trên xe hơi của bạn. Khi bạn tăng tốc độ lên và nhấn nút set khi đạt được tốc độ mục tiêu, nhưng nếu bạn đạp phanh, tốc độ này sẽ giảm xuống. Tuy nhiên chế độ này vẫn đang hoạt động. Bây giờ việc bạn cần làm là chỉ cần nhấn nút để tiếp tục quay trở lại tốc độ ban đầu. Trong tình huống của chuyến bay 214, phi công nghĩ rằng hệ thống điều khiển lực đẩy tự động sẽ lấy lại tốc độ của máy bay, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Khi đã tắt lái tự động và kéo cần ga về không tải, hệ thống trên sẽ bị vô hiệu hóa. Máy bay sẽ không giữ được tốc độ ban đầu, mà thay vào đó là mất đi liên tục. Từ đó tốc độ máy bay sẽ giảm xuống mức nguy hiểm. Bên trong cabin, các hành khách nhận thấy máy bay đang quá gần mặt nước. Và ở buồng lái, ba phi công còn lại đến bây giờ mới nhận ra vấn đề. Ôi chết tiệt, đi vòng quanh đi, đi vòng quanh đi. Cơ trưởng đã cố gắng cứu chữa bằng việc đưa máy bay leo lên cao, nhưng đã không còn khả năng nữa. Bay vòng lúc bấy giờ là điều không thể. Máy bay đã xuống đến 90 feet. Cảnh báo liên tục vang lên trong buồng lái. Chiếc Boeing 777 đã chạm vào mặt nước. Và cho đến 11 giờ 27 phút, đuôi máy bay đã lao thẳng vào bức tường chắn sóng cao 3m của đường băng 28L. Phần đuôi gãy rời, 4 tiếp viên và 2 hành khách đã văng ra khỏi máy bay. Họ đều không thắt dây an toàn vào thời điểm trên. Bằng một sự mầu nhiệm nào đó, thiết kế đỉnh cao của chiếc máy bay đã khiến cho phần thân không bị vỡ tung như những gì người ta tưởng tượng. Sau cú sốc, các hành khách và phi hành đoàn đã mất tới vài giây để có thể tỉnh táo và định hình lại chuyện gì đã xảy ra. Họ vừa mới sống sót sau một chuyến đi tàu lượn siêu tốc kinh hoàng. Các phi công run rẩy nhưng họ đã có thể lấy lại được bình tĩnh. Cơ trưởng thứ hai Lee Jong-min đã thực hiện cuộc gọi cầu cứu. ICNA 214, chúng tôi đang triển khai xe cấp cứu rồi. Quay trở lại với cabin, thiệt hại do vụ tai nạn gây ra là khá lớn. Có rất nhiều người bị thương nặng. Hai cầu chưa thoát hiểm ở cửa R1 và R2 đã phồng lên và chèn vào hai nữ tiếp viên khiến cho họ bị mắc kẹt. Lỗ thoát hiểm cũng không thể sử dụng được. Những đồng nghiệp và một vài hành khách đã đến giúp đỡ. Đúng lúc này thì họ phát hiện ra khói và lửa đang bùng lên gần động cơ máy bay. Có lẽ thùng nhiên liệu đã bị vỡ. Lệnh sơ tán ngay lập tức được ban bố. Các cầu trượt ở cửa L1 và L2 được triển khai và hành khách bắt đầu chen chúc nhau thoát xuống. Một số khác trốn thoát qua lỗ hổng ở phía sau máy bay. Bên ngoài, những chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đã đến. Thật trớ trêu thay, họ đã không biết rằng trên nền sân bay đang được phủ kín tuyết và bọt chữa cháy. Một hành khách vốn đã bị văng ra. Hai chiếc xe liên tiếp cán qua người cô gái xấu số và dẫn đến tử vong. Một hành khách khác bị văng ra cùng lúc cũng tử vong do va đập quá mạnh. 4 tiếp viên được tìm thấy và họ đều sống sót. 19 phút sau vụ tai nạn, nạn nhân cuối cùng cũng được kéo ra. Con số cuối cùng được thống kê là 3 người chết. Một người sau này đã chết trong bệnh viện và 40 người bị thương nặng. Những người còn lại đều khỏe mạnh và chỉ bị xây xát nhẹ. Câu chuyện sinh tồn của hành khách bị phai nhạt bởi cái chết của các nạn nhân. Cuối cùng, phần lớn công lao của kết quả này thuộc về chính chiếc Boeing 777. Nó vẫn nguyên vẹn mặc dù bị ném lên không trung với một lực quá mạnh. Thông tin từ lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco xác nhận hai người thiệt mạng là công dân Trung Quốc. Các em đều là thành viên trong đoàn sinh viên từ Trung Quốc sang Mỹ để dự trại hè. Chúng chỉ mới 15 và 16 tuổi. Sau khoảng thời gian điều tra,
Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Hoa Kỳ đã đi đến kết luận cuối cùng về vụ tai nạn như sau. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do lỗi của phi công. Cơ trưởng thiếu kinh nghiệm và các thành viên phi hành đoàn đã mất tập trung. Họ đều phụ thuộc vào chế độ lái tự động. Sự phức tạp của hệ thống điều khiển chuyến bay tự động và lái tự động đã không được mô tả đầy đủ trong tài liệu của Boeing, và chương trình đào tạo phi công của Asiana cũng được cho là một phần của nguyên nhân. Vụ tai nạn này đã không làm tổn hại đến danh tiếng của Asiana nói riêng và của cả ngành hàng không Hàn Quốc nói chung sau nhiều năm cải thiện rõ rệt. Nhiều vụ kiện đã diễn ra, hơn 80 hành khách đã đệ đơn lên tòa án ở Chicago yêu cầu phải điều tra và làm rõ vụ tai nạn, bao gồm cả các lỗi của nhà sản xuất Boeing về việc hệ thống và thiết bị trên máy bay đã gặp trục trặc. Một số vụ kiện liên quan đến phi hành đoàn.